nhà Phật tử này thì thôi đi tìm cửa khác, hoặc là đi gì, đi tìm đến các bác sĩ, các bệnh viện để họ tư vấn và chữa xem như thế nào. À, còn tới đây thì cứ đi lấy. Nhưng mà từ giờ đến thì, từ giờ cho đến Pháp hội Quan Âm vào, dự kiến là vào ngày 16, 17, 18 tháng 9 âm lịch tới đây, thì vợ chồng nhà này thì nên phát nguyện ăn chay trường và tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và một cái điều quan trọng, một điều đặc biệt nhất nữa, đó là trong 21 ngày trước khi diễn ra Pháp hội, tính làm sao mà 21 ngày trước khi diễn ra Pháp hội không ăn chay trường được từ bây giờ thì thôi, cứ tính từ bây giờ cho đến 20, tính từ khi nào, từ ngày 16 trở về trước là 21 ngày. Đấy, cứ tính cho thầy, thầy dỗ toán, thầy không biết tính đâu. À, Phật tử cứ tính đi trước, từ ngày 16, tức là từ ngày 15 trở về trước là 21 ngày ăn chay trường, mỗi ngày tụng hết 3 quyển kinh Thượng, Trung và Hạ thành một bộ kinh Địa Tạng đó. Nếu mà vợ bận đi làm thì chồng tụng, chồng bận đi làm thì vợ tụng, nghĩa là trong hai vợ chồng phải có một người tụng. Nhưng hai vợ chồng ăn chay được, chay trường được là tốt nhất. Và đặc biệt đó, trong 21 ngày đó, trong gia đình không nên sát sinh hại vật, cả nhà ăn chay được là quý nhất, việc thứ nhất. Việc thứ hai là không được ăn ngũ tân. Ngũ tân tức là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Trong 21 ngày đấy tuyệt đối không ăn 5 loại hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, không ăn thịt, không uống rượu. Và đặc biệt hai vợ chồng này nên gì? Nên mỗi người ngủ một phòng. Nghĩa là gì? Không được chung chăn cung gối, kể cả là vợ chồng. 21 ngày đó thì phải kiêng cử tuyệt đối, gọi là đi tu đấy. 21 ngày đấy vợ cũng tu mà chồng cũng tu. Hai vợ chồng đều gì? Đều là người tu tuyệt đối tại gia. À, thịt cá không, ngũ tân không, mà gì mà cái chuyện gì dục vọng cũng không, dừng lại để gì? Để tu đã. Sau 20 đến ngày 16, hai vợ chồng lên mà lễ, nghỉ công việc lên mà lễ. Lễ suốt cả 3 ngày pháp hội đó. Sau 3 ngày pháp hội đó thì trúng ngày 19, tức là ngày vía Đức Quan Âm, hai vợ chồng đi đi thật sớm lên chùa Tản Viên mà lễ Phật lễ Tổ, mang mấy cái can đi ra giếng Quan Âm xin nước. Xin nước xong đem lên trên trên điện Quan Âm, điện Chuẩn Đề, điện Quan Âm á, đặt lên trên ban Quan Âm có vị Bồ Tát bế đứa trẻ đó, hoặc là pho tượng Quan Âm Tống Tử đó, đặt lên đây mà cầu mà khấn mà xin. Thì về lần này á, được thì tốt, mà không được thì có nghĩa là gì? Duyên cầu tự của Phật tử với Phật là gần như là không có. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.